học tập và làm trong lĩnh vực ngành y là mơ ước của rất nhiều người. Đối với chị Phương Nhi, ngụ tại quận Tân Phú cũng như vậy. Đã từng là sinh viên ngành y của trường Cao đẳng Y Huế. Ra trường, chị làm việc tại nhiều công ty dược khác nhau, trong đó có cả những công ty dược của nước ngoài. Tính đến giờ, chị đã có 20 năm tuổi nghề trong lĩnh vực dược. Những tưởng đây sẽ là nghề nghiệp mà chị theo đuổi cho đến sau này. Thế nhưng cuối năm 2015, chị đã quyết định bỏ nghề, bỏ công sức và kinh nghiệm của mình để kế thừa công việc của mẹ mình, bắt đầu từ một lĩnh vực hoàn toàn mới. Chị Phương Nhi là con gái một của cô Nguyễn Thị Phiên, một nghệ nhân ẩm thực Huế khá nổi tiếng. Với hơn 40 năm đứng bếp, cô Phiên là người tạo ra, bảo tồn và phát huy món ăn Huế. Theo đuổi nghề bếp từ năm 30, đến nay cô Phiên đã lớn tuổi. Cô rất muốn có người kế thừa mình để truyền đạt lại cho những thế hệ đầu bếp trẻ cách làm những món Huế mà cô đã dành cả đời để học hỏi và nghiên cứu. Cũng có cái gen di truyền từ bà ngoại về mẹ mình, thích nấu ăn lắm. Từ nhỏ mình nhớ là học lớp 4, lớp 5 á, mỗi lần mà Tết về dỗ á là xin cho làm việc. Rồi bà ngoại mới phân công cho những cái việc nhỏ. Đến năm lớp 7 là bắt đầu là thực thụ làm mức được á. Nhưng mà lúc đó thì lại ngành y là thích hơn, thích hơn ẩm thực. Nên ra là chỉ theo ngành y. Nhưng mà rồi cuối cùng á, sau này càng ngày càng lớn á, rồi thấy cần kê bên mẹ, thấy sao mà mình có nhiều học trò mà ái mộ quá. Mỗi lần mà nghe cô có một món chi mà mới á, mà gần như là thất truyền của Huế rồi á, là bắt đầu năng nặng đòi học cho bằng được. Rồi mỗi lần học á, là thấy cả cô cả trò tấm đắc lắm. Thì mình cũng có một suy nghĩ, học trò các nơi ái mộ mạng mình như vậy mà sao mình lại không theo. Thú thật á, thì rất là thích con gái mình á, nó thừa kế cái món ăn của mình, nhưng mà không có thuyết phục. Vì mình nghĩ thuyết phục thì con mình nó sẽ bằng lòng một cách miễn cưỡng, mà khi miễn cưỡng thì là không có đem cái tâm vào trong món ăn, mà khi không đem cái tâm món ăn thì là cái món ăn không có hồn. Thì có một hôm nọ, nhí tới ngồi gần bên ôm lại đấy, thưa sư phụ, đệ tử đây rồi, xin sư phụ truyền ý ấn. Và hai mẹ con ôm nhau cười. Người Huế vốn nổi tiếng thanh lịch và món ăn Huế nổi tiếng cầu kỳ, từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến cho đến khâu bày trí và thưởng thức món ăn. Chính vì vậy, để nấu được và nấu ngon món Huế là điều không dễ dàng gì. Nhưng với chị Nhi, có lẽ vì từ nhỏ đã được ăn những món ăn mẹ nấu nên cái vị thấy quen, và ngọn lửa tâm huyết từ người mẹ cả đời cống hiến cho ẩm thực Huế đã lan tỏa sang chị. Cái khó khăn mà khi mình chuyển qua ẩm thực á, là cái sự khắt khe của má mình. Yêu cầu về kỹ thuật rất là cao, đồ tỉ mỉ, quy trình của món ăn như thế nào, từng bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Rồi về kỹ thuật nêm nếm, kỹ thuật điều khiển ngọn lửa, rồi thời gian nấu như thế nào. Rồi bác đọc sách, đây, giáo một nguyên một trong sách như vậy. Lời thế là ở gần mẹ, than thử, ví dụ nhiều khi bất đồng, cô nhớ ra một cái điều gì đó là kêu chị Nhi nói. Cái món ăn đó là nếu như khi mà nó thất bại, nó hư là phải sửa như thế nào. Rồi, khi lấy cái trứng để ra đấy, cái thớt thì con phải rải lên trên cái mặt trứng một lớp bột mì. Để làm chi? Để cho nó kết dính. Vì sao mà mình phải cho bột mì trong kết dính? Vì khi mình đổ cái trứng thì là có một chút dầu. Mà nếu mình không khắc phục cái dầu đó thì là nó bóng ra, cho nó không dính chịt lại. Không dính chịt như thế này. Đã hơn một năm kể từ ngày chị Nhi quyết định nối nghiệp mẹ, chị đã trở thành học trò của mẹ trong những buổi lên lớp tại gia khi chị có hai mẹ con, và là người bạn đồng hành của mẹ trong các buổi lên lớp tại Hội Đầu Bếp Thành phố Hồ Chí Minh để cùng mẹ truyền lại công thức các món ăn Huế cho những thế hệ đầu bếp trẻ tâm huyết. Có thể nghề đầu bếp không vinh quang và kiếm được thu nhập cao như nghề y, nhưng được kế thừa công việc mà cả đời mẹ đã tâm huyết, chị Nhi cũng cảm thấy vui, và cô Phiên, mẹ chị, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đ-
Trời ơi, cảm giác cô giống như là được một cái gì quý giá lắm. Trong lòng mình cứ lấn lấn vui mà không biết vui cái chuyện gì. Có một dì bàn á, mẹ chọc má mình với mình á, là nói á, Nhi á, là một người tình không bao giờ phản bội. Hai chọc mà hai mẹ con mình là như vậy, luôn luôn là trò chuyện bàn bà như là một hai người bạn với nhau. Rồi bây giờ mình bước qua cái ngành ẩm thực thì cũng trao đổi trò chuyện cùng nhau, đi dài cùng nhau, chợ đi trên đường, rồi chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, có cái gì là nói cho nhau nghe, rất là vui, mình cảm thấy rất là hạnh phúc.